Hey, hello, chào anh em. Bây giờ thì Sang lại tiếp tục trong video này. Đây. Thì video này anh em thấy là sẽ có một cái sản phẩm của hãng Luster nữa mà không rồi mình quên quay video đi. Đây, rất là đẹp luôn nha. Cây này mà anh em mua không có rẻ đâu. Kẹp chữ C bên ngoài thì giá của nó chỉ khoảng đâu đó là 200 mấy, 300 ngàn gì thôi. Nhưng mà đối với cái hãng của Luster này, anh em biết nó bao nhiêu không? Cực kỳ mắc tiền luôn. Ở cái phần này nè anh em thấy không? Nếu mà cái kìm mà rẻ tiền á, nó sẽ cái này nó bự chà bá luôn. Đó. À, nếu mà cái khung kẹp quá lớn thì cái này nó sẽ phải bự. Nhưng mà đối với cái này nó nhỏ xíu à, cầm vừa tay. Bởi vì cái này nếu mà anh em kẹp những cái chỗ góc hẹp á, mà nếu mà nó bự cồng kềnh quá thì nó vướng. Cái này nó làm rất là gọn của hãng Luster. Cái phần này là từ đây tới đây là 120 nè. Từ đây tới đây là 88 ly nè. Đó, nó để này để gọn gàng luôn. Kẹp rất là đã luôn. Bây giờ Sang sẽ khui ra nha. Đây, sẽ mở ra em xem cái sản phẩm của hãng Luster. Anh em đón xem nó bao nhiêu. Anh em chắc em thấy giá rồi quá. Đây. Không. Cái kẹp bên ngoài á, nó bự chỗ này nè. Nhưng mà bự không phải là tốt đâu nha. À, cái này nó làm rất là thanh mảnh, cái độ cứng cao. Để bởi vì những cái kẹp chữ C này anh em khi anh kẹp kẹp giữ ở trong những cái góc rất là hẹp, những cái kẽ rất là hẹp, người ta làm như thế này á, để mà mình kẹp nó sẽ chắc chắn hơn. Đó, em xem nè, chỉ có một con tán ở đây thôi, nó hàng dính ở đây luôn. À, chưa, kẹp xịn anh em ơi. À, hàng xịn. Anh em có thấy có một cái sự của hãng Luster nó giống cái gì của thằng nào không? Đó là của thằng Erwin. Đó, những cái thằng này ở thằng Varip á, Varip Mỹ ngày xưa á, chống bị trang, làm rất là sắc sảo luôn. Chung là không có chê vào đâu được. Đó, thì cái này là dùng gọi là kẹp chữ C, là kẹp giữ đây. Cái khoảng không trong này là để cho mình kẹp, mình đưa vô sâu vô mình kẹp được. Bấm một cái là một phát một thôi, là nó cứ ngắt luôn ha. Thì cái này rất là mắc tiền luôn em ơi. Một trong những cái sản phẩm mà mắc tiền nhất. À, không phải nói chung là cái công việc cần mình sẽ mới sử dụng. À, cái này nó dành cho anh em xài bên thợ cơ khí, hàn, các thứ, nó làm việc nặng luôn đó, làm việc nặng luôn ha. À, đây kẹp vô đó, kẹp giữ. Thì cái này giá của nó là 1.300.000 một cây đó, đơn giản vậy thôi mà giá 1.300.000 một cây đó, quá trời mắc chu lè. Mã đặt hàng của nó là NLO107, giá 1.300.000 một cây ha. Giá này là giá chưa có ship cho anh em. Đây nè, VC225S. Anh em có thể tra trên mạng ra cái mã này. Hoặc là anh em nhắn cái mã này mình cũng chốt đơn cho anh em được luôn nha. VC225S. Hoặc là NLO107. Giá 1.300.000 cho một cái sản phẩm như thế này. À, mình về chỉ có như 2-3 cây gì thôi, 3 cây, 4 cây vậy. Bởi vì nó rất là mắc tiền, không phải ai cũng mua. À, rồi, tiếp tục là một cái cơm cái này ha. À, hộp đựng mũi khoan. Chà chả sao không thấy cái mã nào hết trơn vậy ta. Rồi khoan anh em lại xíu nha. Hộp đựng mũi khoan. Hộp đựng mũi khoan. TR001. Ừ, sao giống cái mã kia quá vậy ta. TR001. Cái hộp này mình được 4 hộp mà mình bán về bán hết 2 hộp rồi. TR001. À, giá 550.000 cho sản phẩm này. Để Sang đo cái kích thước cho anh em xem. Cái chiều dài này thì nó được là 20 cm, bề ngang nó được là 10 cm, bề dày lên là nó được là 45 ly, tức là 4.5 cm. À, hộp rất là dày, hộp kim loại đây. À, nó hàng nó gặp đây, nó hàng đây, nó chỉ có một cái là nó dường như những cái hộp phủ phan nó đều như gì nha anh em, chứ không phải là nó làm ẩu đó nha, nó làm cái kiểu của nó là như vậy. Đây thì trong này là nó bằng kim loại luôn, cái này bằng kim loại luôn. Đó, đã
à, để mũi khoan vô. Thì đây là nó tối đa của nó là 10 ly anh em. Cái mũi anh em để được là 10 ly ha. 12 ly chứ, tầm 7, 12 ly. Như thế này nè. Anh em bỏ vô ha. À, ở đây nó sẽ từ 10.3 ly chứ, 10.3 ly hả? Là ở dưới này là để mũi taro, nhưng mà anh em có thể để mũi khoan được. Trên này là để mũi khoan nè, từ 2.5 đó. Em để mũi nó vô đây. Đó, rồi lọc tóc đây luôn rồi. Đây. Ha, để mũi khoan. Hợp để mũi khoan. Đó. Hàng nội địa Nhật. Giá của nó là 550.000 TR001. Đây, hộp này mình chỉ có một hộp duy nhất thôi. Một hộp duy nhất. Hộp một hộp duy nhất. Đó. Nó để từ 1.5, 2.5 cho tới 10 ly. Ha, 10 ly. Nhỏ xíu xíu thôi. Cái hộp này hôm trước của thằng Tesco mình về là bán 600 mấy chục ngàn đó. 600 mấy. Nó mắc tiền lắm, thấy gì nó nhỏ nhưng nó mắc tiền. Hộp này mình bán giá 400 ngàn, còn mới toanh luôn, hàng nội địa. Ha, không biết hiệu gì đâu, không thấy hiệu đâu. Dạy cơm. TR003 đi, cho nó đừng có nhầm. 003 đi. Đó. TR003 giá 400 ngàn, chỉ có một hộp duy nhất thôi. Cái này nó gọn hơn nè. Cái này em có thể bỏ trong cái ba lô, cái túi đựng cũng được nè. Nhỏ xíu thôi, gọn. Mà nó đựng tới mũi khoan 6.5. 1.5, 2, 2.5 cứ thế mình lên tới 6.5. À, cái này bằng thép nha. Rất là dày. Rồi, TR004 đi. 240.000. 004, 240.000. Đó. Ha. À, giá trừ ship luôn. Có mấy cái thôi là hết rồi đó. Xem xong một cái sản phẩm đó. Bây giờ tiếp tục là một cái kiềm điện của Mary. Đây. Lần này hãng Mary nó ra cái kiểu vừa màu vàng và màu đen luôn. À, nè. Cái màu vàng này đặc trưng của nó ngày xưa nè. Bây giờ nó thêm cái màu đen vô nữa chứ. Đây, hàng Made in Japan. Mary Japan. Cán làm cực kỳ sắc sảo luôn. Cán làm cầm rất là mướt tay. Cái cán này nó làm nha, anh em cầm vô cảm giác nó không có bị còng kềnh to quá, nó mướt cái tay dữ lắm. Đó. Phần đuôi này nó sẽ có để một cái này để em ta móc vô. Chiều dài của cây này là 200 mm. Này dòng của nó là dòng 1050 ngày xưa đó anh em, bây giờ là nó kiểu mới, bây giờ là nó kiểu như vậy. Ha, kiểu mới là gì? Ở đây nó sẽ có một cái kìm Mary, nó đây là một cái đặc trưng của hãng Mary luôn đó anh em. Cái thiết kế này là đặc trưng của nó luôn. Nó là có một cái dòng thế này để ta kẹp doa ha, kẹp giữ doa các thứ. Đó. Một trong những cái thiết kế đặc trưng của Mary, nhìn vô là biết kìm Mary. À, để coi độ cứng của cái cây này bao nhiêu, 62 HRC. Nó cắt được dây đồng là 4 ly và 3 ly 2 đối với kim loại ha, với thép nè. Có thể kẹp với con ốc như thế này để ta mở ra. Giá của cây này là 890.000 một sản phẩm. Mã đặt hàng là ME003 890. Đó, hoặc là nhắn cái mã này Mary1050H-200. À, hàng cao cấp nha anh em. Đây là dòng cao cấp. Anh em thì có cái so sánh đó là một sản phẩm, thôi vì mua cái này thôi, mua cái kìm của Naipac đi. Không phải đâu anh em. Mỗi cái nó đều có cái hay của nó. Mỗi cái nó đều có cái hay của nó nha. Chứ không phải hàng nào nó cũng, tuy là giá có thể là thằng này nó bằng với thằng kia. À, nhưng mà cái độ bén của cái kìm Mary nó khác biệt so với những cái kìm kia. Bởi vì những cái chiếc kìm này nó được từng người thợ của Nhật Bản, từng người thợ một, người ta lấy dũa người ta mài, người ta đưa lên từng cây, người ta kiểm tra từng cây một. Đó. Còn kìm của Đức thì nó cái là nó cứng, công nghệ của nó là cứng ha, bền, nhưng mà nó làm robot, tức là làm hàng loạt thì cái độ bén nó không có nhiều, không bằng, và cái hồn của cái chiếc kìm nó không có bằng cái sản phẩm của Nhật. Đó. Tùy theo mà em sở thích nữa anh em thôi ha. Rồi, kìm điện Mary trị giá 890.000 nha. ME003
890.000, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển, chưa phí ship. Anh em chuyển khoản sẽ được bao ship khi đơn hàng của mình trên 500.000, dưới 2 kg. Một sản phẩm cuối cùng sang giới thiệu lại với anh em đó là một cái bơm nước của hãng Nitotatsuki nội địa Nhật. Đây là một trong những cái bơm mà tiện gọn nhất, anh em có thể đem theo công trình. Chúng ta chỉ cần gắn cái máy khoan vô và chúng ta sử dụng thôi. Đợt này anh em mua cái này là đến rất là lâu nữa mới có nữa, tại vì những cái sản phẩm này phải đặt từ bên Nhật về, và không phải đặt mỗi lần người ta đặt người ta phải chờ nhiều đơn nhiều người ta mới đặt về, cho nên là để mà sở hữu là hơi bị lâu. Anh em muốn mua, thí dụ anh em muốn mua để sử dụng liền thì ngay bây giờ chúng ta đặt hàng đi, chứ mà anh em để khi nào tôi cần tôi mua thì lúc mà cần thì mua không có nha. Tại vì lúc này là anh em phải đặt hàng, phải chờ lâu mới có. Cái máy này hết pin này. Dùng bơm nước. Đây, anh em đút cái ống vô đây. Nó sẽ có cái mũi tên như thế nè. Em theo làm theo cái chiều mũi tên nha. Đó. Đây là hút vô nè, đây là bắn ra. Bơm. Lưu lượng bơm của cái này là tối đa là 12 lít trên 1 phút, tức là cứ 1 phút nó sẽ bơm được 12 lít ha. Rồi nó gắn ống 15 ly. Đó. Và cái nhiệt độ mà cái này nó bơm được, tức là cái nước từ 50 đến 50 độ C ha, tức là không có nóng hơn nha anh em. Nếu mà nước nóng hơn là nó sẽ bị nở gòn. Chỉ từ 5 đến 50 độ C. Rồi. Tốc độ của nó là 1600 vòng trên phút ấy. Thì so nói chung là ăn thua vào cái máy nữa, cái máy. Chứ cái này nữa nó không có gì trong đây. Nó là một cái piston thôi. Có cánh quạt và nó quạt để nó hút thôi, chứ không có gì trong này. Nhưng mà cái gòn nó tốt ha, độ bền cao. Giá 480.000 cho sản phẩm này, bơm nước Nitotatsuki. Anh em có thể nhấn cái mã này đi cho nó dễ anh em dễ nhớ nè. RDB-01 đó. Cái này, sản phẩm này ha, 480.000 giá chưa ship. Rồi. Xong, đó là những sản phẩm Sang vừa giới thiệu với anh em. Anh em đặt hàng thì nhắn tin ha. Và đừng quên là bấm nút đăng ký để theo dõi kênh nha anh em. Chào anh em.